Hai là thuyết chướng đạo vô úy. Những cái gì mà làm chướng đạo, chặn đứng con đường giải thoát giác ngộ mà nó trì trệ, đem sự đau khổ cho con người. Hỏi Đức Phật, Đức Phật nói một cái một, nói dễ dàng, không có chuyện gì phải nghĩ ngợi. Đó là thuyết chướng đạo vô úy. Cái thứ ba là thuyết tân khổ đạo vô úy, chỉ bài cái cách mà để diệt khổ, chỉ bài cái cách để diệt khổ. Thí dụ như muốn có niết bàn phải không, chỉ bài cho phải tu tứ niệm xứ quán, tứ tinh cần, tứ nhị túc, tu ngũ cần ngũ lực, quán thất bộ đại phần, quán bát chánh đạo. Anh làm cái đó đi, anh sẽ diệt được cái khổ kia, gọi là thuyết tận khổ đạo, chỉ bài phương pháp để hóa giải cái nguyên nhân của các sự khổ. Cái thứ tư là lậu tận vô úy. Đức Như Lai dạy cho mọi người, bản thân Như Lai và Như Lai dạy cho mọi người cái cách mà diệt trừ tận gốc rễ của phiền não của mình. Điều đó Như Lai không có gì khó khăn hết. Cho nên lời của Như Lai là lời vô úy trong trời người, nó có tứ và sở úy như vậy. Có như tôi ngày nay mà tôi còn là phát minh ra cái bốn cái tứ sở úy của tôi còn được mà. Kiến đế do sở úy, nhận thức được cái chân lý cuộc đời này vô thường, khổ do ngã và bất tịnh. Mà trong cái vô thường, khổ do ngã bất tịnh đó, sau lưng nó, mặt trái của nó còn có cái thường lạc ngã tịnh. Do vậy cho nên cái vấn đề sanh tử của tôi là kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định trị. Trường sanh túc sử, sông phi cốc mà cư hải, hà phòng nhất điểm âu. Cho nên vấn đề sanh tử không hề có sợ, vì thấy được chân lý rồi. Gọi là kiến đế vô sở quý, công danh tùy phận vô sở quý. Không bao giờ mong mỏi một cái chức tước, một cái địa vị nào. Bởi vì mấy tuổi rồi còn chức tước địa vị với ai, làm gì có, và biết không làm gì có, lại càng dễ cho mình, nghĩa là an phận, gọi là công danh tùy phận. Cái thứ ba là sự nghiệp vô cầu. Sự nghiệp mới mấy tuổi rồi còn cầu cái gì, anh làm sao anh giàu hơn cái gì được nữa, mà ảnh hưởng cái gì, anh ăn cái gì, mà anh cầu sự nghiệp chứ. Cho nên sự nghiệp vô cầu, vô sở quý. Cái thứ tư là tử vô tán địa, vô sở quý. Chết cho xác rồi, anh đem cứ việc ngâm vô trong 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 cái thùng nước đó, thùng thuốc đó, khi nào cần là cứ lấy ra mà mổ, mà xẻ, mà cưa, mà cắt, mà học tập để mà trị bệnh cho xã hội, cho nhân quần sau này. Hết chỗ sợ. Đấy, Phật có tứ sở quý. Ngày nay tôi đệ tử Phật, tôi cũng xác lập tứ sở quý của đời mình. À, cho nên tiếng chánh pháp tở, tiếng gầm của sư tử mà bách thú nghe như vỡ ốc, sẽ tiêm gan. Lời của Như Lai lời vô úy trong trời người, do vậy mà hương tưởng mà còn khiếp thì nói chuyện nay và chó chọc. Do vậy cho nên cái người mà cái tư tưởng mà ngoại đạo tà giáo nghe cái này không có được, phải là đại thừa Bồ Tát mà nghe, còn tiếp thu từng phần. Đó là nhân vật đó ta biết là hương tượng đấy, hương tượng mà còn khiếp, còn tiếp thu cũng chưa chắc đã trọn vẹn được. Còn nói chi là những hạng tiểu thừa và thiên nhân thiên phàm phu và ngoại đạo thì làm sao mà nghe cho được. À, khó nghe lắm. Vì vậy cho nên nghe phải phấn đấu, phải nỗ lực, phải dám dứt khoát những cái gì, cái cũ. Phải vận dụng cái tư duy khách quan để nhận thức vấn đề. Còn bằng không là xưa bài nay làm, mình nhớ lại những cái mà mình gọi là xưa bài nay làm đó mà nghe không nổi kinh này đâu. Tịch chỉ pháp âm của Phật thuyết thường được ví như cái tiếng gầm của sư tử, hoặc là hải kiều, hoặc là chuyển pháp luân. Những cái từ đó là chỉ cho cái chân lý nó có một cái sức uy hùng như tiếng gầm của chúa Sơn Lâm, sức áp đảo như là tiếng gào của sóng biển, sức đè bẹp như là sức cán sỏi đá của hũ lô. À, ghê vậy đó. Cho nên là phạm âm, hải triều âm trong kinh Pháp Hoa ai có tụng đó. Thắng bỉ thế gian âm, thị cố tu thường niệm, niệm niệm vật sanh nghi, quan thế âm, quan thế âm tịnh thắng. Cái tính pháp của Phật đó, mà thiết ra đó là ví một là sư tử hóc như nói nãy giờ, hai là phạm âm. Phạm âm là cái tiếng thánh thiện của những cái bậc mà có hướng về con đường thánh thiện, có giải thoát, có giác ngộ, nên là cũng gọi là phạm âm. Rồi tiếng pháp của Phật cũng gọi là hải triều âm.
Thiền âm là cái sức áp đảo của nó là đối với cái tà thuyết của ngoại đạo vu vơ mà. Đúc vô giống như là la thét gào ở ngoài biển vậy. Cái tiếng thét tiếng gào của anh không áp đảo nổi tiếng biển đâu. Tiếng ca tiếng hát tiếng đờn nhạc của anh không làm gì ác nổi tiếng biển. Mà tiếng sóng biển sẽ áp đảo tất cả những âm thanh ca hát đặc biệt đó. Cho nên là ví như là hải triều âm. Và chuyển pháp luân. Cái thuyết pháp cũng gọi là chuyển pháp luân là ví như cái hô lô mà cán đường. Cầm cái vô lăng này lái cái bánh xe pháp. Ở bánh xe pháp đó thì là tất cả những cái sỏi đá gồ ghề nào mà cái xe hú lô mà nó là 35 tấn này, nó đi lên cái là lôm chôm lởm chởm gì đi qua vài lượt là thấy bằng phẳng vẽ đường. Vậy mà xe cỡ chở 25-30 tấn không nhầm gì hết, bởi vì hú lô là 35 tấn đã cán tới cán lui cả hàng trăm lần rồi, thì cái loại xe mà 15-20 tấn có ăn nhầm gì với con lộ đó đâu. Cho nên là gọi là chuyển pháp luân, tức là sức đè bẹp của thiên ma, của ngoại đạo, của tà giáo. Cho nên ví như là chuyển pháp luân tức là cái bánh xe hô lô. Chánh pháp phá tà thuyết dễ như ánh sáng chiếu bóng tối, phá mê tín dị đoan quyến hoặc sư hình, dễ như hô lô cán sỏi, dễ như hô lô cán sỏi, dễ như tiếng hải triều áp đảo tiếng la ó của con người, và như tiếng gầm của sư tử đối với bách thú. Chỉ có người trí hạng chư thiên, tức là hạng người có gieo trồng cái thiện nhân và có phước đức, nghe mà sanh cái tâm hoan hỷ và hưởng được cái an lạc ngay trong cuộc sống. Chỉ có người có phước đức, hạng nhân thiên có phước đức, nghe mới tiếp thu mới hưởng được cái an lạc ngay trong cuộc sống. Cho nên là lời Như Lai là lời vô quý trong trời người. Người mà tiếp thu mà nghe được thì có an lạc. Còn ngoài cái hạng mà trời người, hạng người có phước đức ra thì giống như là hương tượng và các cái thứ nai thỏ chồn có chốc vậy, không được nhờ cậy gì đâu. Bây giờ ta học tới cái thi ca thứ 17 là cái thấy của người chứng đạo. Cái thấy của người chứng đạo thế nào, vấn đề sanh tử, cái thấy của người chứng đạo thế nào, bất tương can. Cái này khó đây này nha, này đã chúng để ý cái này khó đây. Xin nhắc cái đại chúng, chúng ta mà sở dĩ mà ta sợ sinh tử nhiều đó là nó phát xuất từ cái động cơ chấp ngã và chấp pháp. Ta không có tư duy, ta không có tu thiền định, cho nên ta chưa thấy được cái chân lý chấp ngã, chưa thấy được cái chân lý ngã không và pháp không. Trong Phật giáo nó có hai cái thấy đó nha. Một là cái nguyên nhân đau khổ của con người là chấp ngã và chấp pháp. Chấp ngã tức là chấp con người của chúng ta. Ta muốn sống mãi, ta muốn trẻ mãi, ta không muốn chết. Mà bất đắc dĩ mà chết rồi thì ít ra ta cũng phải có một cái hồn. Hồn của ta là ai rồi nó sẽ đi đâu sau này. Đó là tư tưởng của người chấp ngã đó. Còn chấp pháp là chết rồi mà chưa muốn buông bỏ tài sản, kim cương vàng bốn số chín, nhà cửa sự nghiệp có, chết tới chết rồi mà chưa muốn bỏ, vì cho cái đó là thật, là nó một phần của xương máu khổ đau của đời mình. Do vậy cho nên mà mình chết là mình bỏ nó là mình đau khổ lắm. Mà vàng bạc kim cương đô la tiền đồng mà còn quý như vậy thì giá như sơn hà đại địa cẩm tú giang sang này thì tiếc biết là chừng nào. Nếu mình là có cả gian sang cả cẩm tú như là các nhà vua hồi xưa thì mình tiếc biết là chừng nào. Mà tiếc như vậy đó là nó phát xuất từ cái ý niệm chấp pháp đó. Tôi nói này đại chúng phải suy nghĩ à. Tôi nói cho đại chúng mà cũng chính là tôi tư duy, tôi thiền định rồi tôi nói với tôi nữa, chứ không phải là tôi nói cho đại chúng đâu. Tôi phát hiện ra là mấy mươi năm trời tôi mới thấy được cái chỗ đó. Nguyên nhân đau khổ có hai à. Một là chấp bằng ngã, hai là chấp tài sản sự nghiệp, tức là chấp pháp. Cho nên ta mới sợ già, ta mới sợ chết. Chứ nếu ta đừng chấp ngã thì vấn đề sanh nè là lý đương nhiên. Già cũng là đương nhiên là chân lý mà. Bệnh cũng là đương nhiên và chết cũng là tất nhiên thôi.
mình thấy đó là lý đương nhiên, đó là lẽ tất nhiên của kiếp con người, thì các vị sẽ nhẹ nhàng, nhẹ nhõm trong vấn đề sanh lão bệnh tử. Mà muốn như vậy là có gì đâu khó. Ai cũng có thể có trong hoàn cảnh đó để mà tư duy và quán chiếu hết.